Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ha. Cái tuyến đường em Điền đang đứng đây là tuyến đường quốc lộ 55, là tuyến đường trục chính để cô chú chị di chuyển từ Sài Gòn về huyện Xuyên Mộc ha. Đó. Và hướng trước mặt cô chú chị mình ha, hướng này là mình đi được ra trung tâm thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện ha, và đi được biển Hồ Tràm. Vân vân, nói chung là thông thương và giao thông thuận tiện thuận lợi ha. Và hướng ngược lại đây mình sẽ đi suối nước nóng Bình Châu anh chị ha. Đó, hiện tại em đi đang ở đây thì ở gần như là địa phận xã Xuyên Mộc, gần giáp với lại xã Bông Trang anh chị ha. Đi qua chút xíu là xã Bông Trang rồi đó. Và biển gần nhất ở đây thì biển Hồ Cốc anh chị ha. Đó, thì đi ra qua về hướng này mình sẽ đi được xã Bân Riền, và mình có một cái cung đường xuyên rừng ha, mình đi xuống đó ha, khoảng đâu đó là 7-8 cây thôi anh chị, 10 cây, khoảng 10 cây anh chị là ra tới biển Hồ Cốc đó. Và ngay chỗ này cũng là tương lai sẽ có một tuyến đường phóng thẳng qua rừng ha, phóng thẳng qua rừng là đi xuống 7-8 công cộng của xã Bông Trang luôn anh chị ha. Đó, nên là tương lai tuyến đường này mình đi về dưới biển cũng rất là gần anh chị. À, thì sẵn đây em Điền sẽ cũng được xin được giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản rất là thích hợp cho cô chú chị mình làm nghỉ dưỡng ha. Hơn 2.500 mét vuông đó, và có 55 mét mặt tiền đường anh chị, đường ô tô anh chị nha. Đó, và đặc biệt nữa là bất động sản mình lại giáp một cái con sông rất là lớn. Con sông đó mang tên là sông Hỏa chị ha. Sông Hỏa đó thì mình sẽ đổ về hồ sông Kinh, là cái đổ ra cửa biển đó chị ha. Đó. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị cùng theo em Điền ha. Cô chú chị theo dõi màn hình để em Điền dẫn cô chú chị đi thực tế vào bất động sản của mình, để cô chú chị mình có thể dễ dàng ngắm nhìn con đường đi vào bất động sản của mình ha. Rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị đi theo em. Đường này thì mình có thể đi ra được quốc lộ 56 nha anh chị nha, cũng như là mình đi hát dịch Tóc Tiên nữa anh chị. Đó là đi đường này ha. Đường này thì rộng cũng tương đối là ngang với lại đường quốc lộ 55 ha. Hồi trước đường này thì người dân người ta kêu là đường quốc lộ 55 cũ á chị. Đó, hướng này mình có thể đi được, đi ra chỗ ngã tư Xuyên Mộc, chợ Xuyên Mộc đó đó anh chị. Đó, xung quanh đây homestay và nhà nghỉ hotel rồi rất là nhiều anh chị. Đó, và vào trong này sẽ có những cái căn nghỉ dưỡng trong này nữa anh chị ha. Nói chung cái tuyến đường mà em Điền có nói là mở rộng đi xuống biển đó thì đường đó thì cũng tương lai cũng sẽ làm thôi, cũng nhanh thôi chị. Tại vì nhà nước mở đường ra đó thì cũng chẳng có phải là đền bù gì hết chị ha. Đất ra đó, đất rừng, đất nhà nước, đâm ra cũng không có làm cái thủ tục đền bù này kia, nên là cũng không có rắc rối, cũng không có lâu ha. Khi nào triển khai làm là làm rất là nhanh, tích tắc thôi chị. Như những đây, bây giờ tới ngã ba mình rẽ vào đây ha, mình sẽ gặp một cái công ty đây ha, công ty may mặc này cũng có rất là nhiều công nhân làm. Đó, nói chung là những cái xã và thị trấn trong huyện mình giáp cái gần cái biển á, thì đều đã làm những cái tuyến đường băng thẳng ra biển rồi ha, như ở Phước Thuận có rồi ha, và ở thị trấn Phước Bửu thì có đường Xuyên Phước Cơ, đường 328 đó mình phóng xuống biển ha, biển Hồ Tràm. Còn như xã Bân Riền thì cũng có một tuyến đường đi xuyên rừng rồi đó chị. Đó, và Bình Châu cũng có luôn rồi ha. Bây giờ thiếu một cái xã Xuyên Mộc nữa thôi, là tuyến đường phóng thẳng ra biển nữa. Đó, em nghĩ là tuyến đường đó cũng tương lai cũng phải làm thôi chị. Trong này cũng có một cái xưởng may nữa ha, tương đối là nhiều công nhân ở đây. Nói chung là cái khu vực này thì dân cư cũng hơi thưa, vẫn có dân cư nha chị, đi vào trong này vẫn có rất là nhiều dân cư,
Nhưng mà cái vị trí cái bất động sản này thì nằm ngay chỗ dân cư cũng có vài căn à, cũng có dân ở ha. À, mình tới đây mình gặp ngã ba ha, mình rẽ bên đây đó. Nói chung là bất động sản mình thì sở hữu được cái đường mặt tiền đường bê tông anh chị, và trong này người ta người dân người ta trồng hoa màu ha. Đó, đất ở đây rất là tốt luôn anh chị ha, bắp này và hoa màu đó. Nếu mà đường bê tông này mà làm rìa ra thì ô tô cũng có thể né nhau thoải mái anh chị. Và đây anh chị ha, bây giờ em Điện cũng đã có mặt được tới được cái bất động sản của mình rồi anh chị. Đó. Bây giờ em sẽ đứng đây ha. Đây. Cũng từ cái ngã ba mà em Điền đứng vào đây cũng tương đối là gần, cũng không xa lắm ha, cũng khoảng đi bằng đường trường đường bình thường thì khoảng đâu đó mấy trăm mét thôi đó. Đi đường này ra ha đó. Nói chung là đường thì giao thông thì thuận tiện ha, đường xá cũng rộng rãi thoải mái. Đây anh chị, bất động sản mình thì có đây, ranh của mình từ đây ha đổ qua bên này là 53 mét mặt tiền ha, đường bê tông đó. Nói chung là ô tô đi thoải mái luôn anh chị. Thì tương lai nếu mà mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì mình có thể trừa ra cái đường rộng chút xíu nữa, có thể là mình có thể dễ quay đầu được hơn ha, và có chỗ đậu xe cho thoải mái. Đổ qua này là 53 mét và có chiều sâu vào trong là 46 mét ha. Tổng diện tích bất động sản mình thì hơn 2.500 mét vuông. Hiện tại bất động sản mình thì đang phụ hồng toàn bộ ha, đất ở tại nông thôn. Bất động sản mình thì đang có sẵn một cái căn nhà cấp 4 ha, sửa sang lại vẫn ở được bình thường ha, cái nhà làm vườn thôi đó. Và qua tới cuối đường này nói luôn là em Điền cũng nói luôn là đường mình là đường cục đó, đi tới cuối đường là gặp đất mình luôn đó. Đường này đường nhà nước anh chị nha, đường bê tông nhà nước tự làm đó. Đây. Nói chung là mùa này thực sự ra như những mùa trước nha, em Điền đi quay á thì khô cỡ nào khô nhưng mà cái sông Hỏa này vẫn có nước ha, nước quanh năm luôn. Nhưng mà không biết vì sao năm này nó hạn quá anh chị ạ, tâm ra là nước năm này coi như là khô luôn anh chị đó. Người dân người ta phải đào thêm để mà có nước tưới ha đó, người dân người ta phải đào thêm để có nước để tưới canh tác này. Trong này người ta trồng thanh long rất là nhiều, tâm ra là cái nước tưới rất là quan trọng đó. Sông này tương đối là lớn, nói chung là tương lai cái sông Hỏa này người ta sẽ nạo vét và đắp đê đồ lại chỉnh chu ha. Hiện tại thì ở ngay chỗ thị trấn đã làm xong rồi ha, những cái đê đó thì trước đã làm rồi, và tương lai người ta sẽ mở rộng thêm nữa ha. Không phải mở rộng thêm con sông nữa mà người ta sẽ đắp bờ kè này kia để chống mò chống sói mòn đất ha, chống bị trôi đất xuống ha. Đây thì bất động sản mình ranh móc mình tới đây sẽ tới đây ha. Nói chung là bất động sản mình giáp với lại sông Hỏa luôn ha. Đó. Nên là tương lai mà cô chú chị mình có thể làm view nghỉ dưỡng này, nước thì vô tư mênh mông. Rất là mát luôn. Đó. Đây, qua bên này là 53 mét. Bên này chiều sâu cũng tương tự khoảng 40 mấy mét đó chị. Đó. Tổng diện tích là 2.500 mét vuông. Trên đất thì hiện tại đang trồng vài chục cây nhãn thôi ha, khoảng hai mấy ba chục cây thôi. Nhãn này cũng tương đối là lâu năm rồi. Thực sự ra thì đất hiện tại thì cũng không có ai chăm tưới, vẫn có tưới nhưng tưới không có nhiều ha. Nên là hơi nhìn cái vườn hơi sơ sát chút xíu. Nhưng mà mình cô chú chị mà đã có ý tưởng về làm nhà vườn rồi á thì thực sự đất này cải tạo lên rất là đẹp anh chị. Hiện tại đất là chất đất đã tốt rồi, chỉ có là cái mùa này hơi khô hạn, đất nó hơi khô cằn chút xíu thôi đó. Cây nhãn này lâu đời rồi thì cũng là vẫn sống được ha. Trên bất động sản mình thì vẫn có một cái giếng có nước rồi, giếng đào hay gì ha. Thí dụ mà cô chú chị mình mà mua về làm nhà vườn, mình không có thể nào mà làm hết được cái 2.500 mét vuông này á, thì mình có thể là
kiểu bạn bè hay là anh chị em gì đó có thể về mua chung mảnh này và cắt đôi ra ha, hai người làm nhà vườn ở gần nhau cũng rất là thú vị. Bất động sản mình thì quy hoạch phủ hồng toàn bộ nên là cô chú chị mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái ha. Đó thì hiện tại bất động sản mình đang có một cái căn nhà cấp 4 này rồi, cũng tương đối là được, cũng không phải là tồi tàn lắm đâu anh chị ha, có sân và nhà. Nhà này vẫn ở được vô tư. Ở khu vực này thì điện đài thì tới nơi rồi và đang sử dụng lại nước sạch vẫn có luôn ha, nhưng mà trong này dân người ta chưa, người ta không kéo tới thôi đó. Nhà dân thì ở san sát rồi đó, đằng sau thì có nhà dân rồi anh chị ha. Đó, nhà dân thì nằm phía sau, trồng vườn thanh long ha. Đất mình thì tương đối là vuông vức anh chị. Thì em Điền cũng xin được báo giá cái bất động sản mình luôn ha. Tổng diện tích là 2.500 mét vuông và có 53 mét mặt tiền. Đang giá cần bán nha anh chị. Thật sự là gia chủ mình cũng đang ngợp ha. Đang cần bán là 5 tỷ 2 anh chị. Đó. Nếu mà cô chú chị mà có thiện chí muốn xem bất động sản này á, làm nhà vườn ha, hay là đầu tư để đó, hay là mua đi bán lại vẫn được anh chị ha. Đó. Thì liên hệ em Điền và gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm ha. Đó. Và giá mà mong muốn bán thì là 5 tỷ 2. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng rồi anh chị. Chuẩn bị, nói chung là giờ này thì cũng chuẩn bị là bước vào mùa mưa rồi. Đó. Thì xong hỏa mình sẽ có nước trở lại ha. Có rất là nhiều. Đó. Rất là đẹp, nói chung là thực sự thì coi thực tế thì đất nó bằng phẳng vuông vức đó, nhưng mà em Điền cũng có những cái ý tưởng về làm cái nhà vườn này rất là hay anh chị ha. Đào ao nuôi cá rồi này kia ha, trồng cây ăn trái đồ rất là tốt đó, rất là thích hợp luôn về làm nhà vườn. Thì tương lai em Điền cũng nói rồi, tương lai là con đường xe kia sẽ mở, mình sẽ đi xuống biển được gần hơn. Nếu mà đường kia mở thì mình đi ra xuống biển khoảng đâu đó là 7 cây số thôi anh chị, cũng rất là gần ha. Mình phóng thẳng một đường xuống là xuống bãi tắm Bông Trang luôn ha, và Hồ Tràm cũng rất là gần ha. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mình đi cao tốc ha. Đó. Và vị trí bất động sản này mà đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phúc Bủ thì khoảng là vài cây số, 5 cây số thôi ha, chưa tới, ra tới thị trấn Phước Bủ rồi. Và mình đi mình ra đây mình rẽ phải, mình đi được trung tâm xã Xuyên Mộc, chợ đò, trường học và ủy ban nhân dân vân vân, thì khoảng đâu đó là 2 đến 3 cây số là tới ha. Vị trí này thì cũng nằm thuộc dạng là cũng khu dân cư thôi anh chị, nhưng mà hơi thưa ha. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Cô chú anh chị nhớ đón xem những video clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.